Chào cậu. Chào cô. Chào cậu. Dạ. Cậu biết nói tiếng Việt hả cậu? Thì con là người Việt mà. Công việc của con á là thông dịch viên cho mấy sếp ở Đài Loan á, để xuống đây coi mấy khu đất để chuẩn bị xây dựng nhà máy chế biến trái cây tổng hợp. Dạ. Vậy cô cho con hỏi á, là cái khu vườn cải này nè là thuộc chủ sở hữu của ai và ai có quyền quyết định cho thuê hay là không cho thuê vậy cô? Thì nguyên cái khu vườn cải này là của nhà tôi, nhưng mà cậu nói tôi không hiểu mấy. À, cậu hỏi là tôi có cho thuê hay không á hả? Dạ, tại vì sau khi mà xem cái khu vực đất này á thì mấy ông chủ của con á rất là hài lòng và muốn thuê lại để xây dựng nhà máy chế biến trái cây tổng hợp. Với lại bên con á cũng được tỉnh cấp phép xây dựng rồi. Đây, mời cô xem. Tôi nhìn cái tờ công văn thì đó đúng là công văn của tỉnh cấp giấy phép xây dựng nhà máy, có mộc đỏ hẳn hoi, đúng y như những gì mà cậu ấy nói. Còn về phần gia đình tôi thì đây có thể nói là một cái cơ hội xoay chuyển kinh tế. Ông xã của tôi, ông cũng đã lớn tuổi rồi, mà còn phải chạy xe đường dài như vậy thì cũng tội cho ổng. Còn các con của tôi, đứa nào cũng phải tha phương cầu thực. Cho nên việc cậu ấy đề nghị thuê mảnh đất nhà tôi để mà xây dựng nhà máy, đó cũng là ý rất là hay. Đó, có mộc đàng hoàng. Nhưng mà như vậy nè, cái miếng đất này thì hai vợ chồng tôi cũng đứng tên. Mà bây giờ ông đi làm ăn xa rồi, ông không có nhà. Bây giờ cậu mà muốn thuê thì cậu cứ trao đổi với tôi đi. Rồi khi mà nào chồng tôi về thì tôi bằng bạc lại với ổng được không? Dạ, thì vậy cũng được. Để con nói thêm cho cô rõ về cái nhà máy của tụi con. Là tụi con định xây dựng là rất là rộng, khoảng mấy chục mẫu lận. Nhưng mà khi mà bước đầu xây dựng á thì sẽ chia làm 5 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên á thì chỉ xây dựng 1 đến 2 mẫu thôi. Và sẽ xây dựng trên mảnh đất của nhà cô trước. Dạ. Nhưng mà cho tôi hỏi đi, bây giờ nếu mà thuê đất của nhà tôi á thì bao nhiêu tiền? Với lại thuê trong vòng bao nhiêu năm vậy cậu? Dạ, cái giá thuê đất á là 400 triệu một mẫu. Và thời gian á là 50 năm. Thì bên công ty của tụi con á là sẽ ứng trước cho cô là 10 năm. Tôi 400 triệu một mẫu lần hả cậu? Dạ đúng rồi. Mà còn đưa trước tới 10 năm nữa hả? Thật sự mà nói á thì ai nghe cái số tiền đó mà không ham chứ. Đất nhà tôi á thì cũng để trồng rau trồng cải thôi, nhiều khi á thời tiết nó lại không ủng hộ, mùa màng nó thất thu. Còn bây giờ á cho họ thuê thì vợ chồng tôi quá khỏe luôn. Ở không mà có tiền tỷ trong tay. Mà đất này á chỉ cho thuê thôi, vẫn là đất của mình chứ có mất mát gì đâu sợ. Cho nên tôi vui quá, tôi quên luôn cái sự nghi ngờ lúc ban đầu. Mà tôi mời họ vô trong nhà để bàn cái thủ tục thuê đất. Giờ tôi mời cậu với lại mấy chú kia vô nhà tôi đi, rồi bàn bạc cho nó cụ thể hơn hả? Dạ, cậu ha. Để con lên con nói với mấy sếp. Cô đợi một xíu nha. Vậy là có thể qua nhiều ngày tới lui quan sát, nhóm người này xác định bà Tâm chỉ ở nhà một mình, nên quyết định đưa chị vào tầm ngắm. Chỉ bằng lời lẽ đưa ra là món tiền thuê đất lớn, chúng đã thành công bước đầu khi tiếp cận nạn nhân. Dạ, mấy sếp của con nói là lên xe nghỉ ngơi, mọi chuyện nha, con quyết định. Dạ, thôi mời cậu vô nha. Dạ, đi cô. Cậu, vậy nếu mà tôi cho thuê đất á thì thủ tục nó như thế nào vậy cậu? Dạ, thì thủ tục nó cũng đơn giản lắm cô. Ngoài việc mà cô và công ty tụi con ký hợp đồng với nhau thì cô sẽ đặt cọc cho tụi con là 10% trên tổng giá trị hợp đồng. Đó là số tiền để coi như là tạo sự tin tưởng cho đôi bên, với lại cũng là chi phí hợp đồng luôn. Trời ơi, tôi đã quyết định cho thuê thì cho thuê thôi. Chứ ai mặn nói hai ba lời mà không cho thuê rồi cậu cứ nghi là lường gạt rồi không tin tưởng. Dạ. Mà cái miếng đất của tôi này nó cũng là cũng cao mẫu đó. Nếu mà đặt cọc á 10% như vậy á là nhiều lắm cậu ơi. Dạ, cô thông cảm giúp con. Tại vì xưa giờ á công ty tụi con á làm việc nó có nguyên tắc rõ ràng, nhất là về cái chuyện tiền bạc. Để phòng hờ cái trường hợp á là ví dụ như cô đồng ý cho thuê rồi, nhưng vài ngày sau lại có chỗ khác lại coi đất, rồi lại thuê đất của cô nhưng mà là trả giá cao hơn của tụi con, rồi cô bắt đầu hủy hợp đồng với bên tụi con, rồi cô cho bên khác thuê. Như vậy thì sẽ làm
chậm trễ cái việc mà tụi con xây dựng nhà máy, thiệt hại rất là lớn. Dự án của tụi con á là cả ngàn tỷ lên cô, chứ không phải là số tiền nhỏ. Cho nên mọi chuyện con nên cân nhắc và làm cho nó chỉnh chu nhất có thể. Vậy thì tôi phải đưa cho cậu một lần là 400 triệu đó hả? Dạ, thật ra nói 400 triệu thì nó nghe nó rất là lớn. Nhưng mà cô cứ nghĩ đi, đó chỉ là số tiền cô đặt cọc, chứ cô không có bị mất luôn. Sau khi mình ký hợp đồng xong thì 2 ngày sau con sẽ quay lại để trả lại cô số tiền cô đặt cọc và kèm theo phí thuê đất 10 năm là 3 tỷ 6 nữa. Dạ, vậy cô có đồng ý không? Nếu cô đồng ý á thì con ra con bàn lại với mấy sếp rồi con trở vô đây thì cô cháu mình ký hợp đồng. Tôi mường tượng đến cái cảnh mà nhận trong tay số tiền 20 tỷ trong vòng 50 năm mà tôi sướng rơn người luôn. Gia đình tôi có làm cả đời cũng không thể kiếm được cái số tiền như vậy. Thiệt là đề nghị quá sức hấp dẫn. Chỉ có duy nhất một điều lấn cấn ở đây là tôi phải đặt cọc tới 400 triệu lần. Mà bây giờ ổng đang chạy xe, tôi gọi điện thoại cho ổng lúc này không có tiền đâu cậu ơi. Dạ, con nói cô nghe nè, cô bỏ ra 400 triệu nhưng mà cô nhận lại được tới 4 tỷ lận. Mà chưa kể, đó chỉ là cái phí mà tụi con thuê đất trong vòng 10 năm. Công ty tụi con thuê cô tới 50 năm lận mà. Nghĩa là cô sẽ còn nhận được 4 lần nữa, mà mỗi lần là 4 tỷ. Vậy chỉ là thêm 16 tỷ. Thì cô nghĩ đi, với số tiền đó thì vợ chồng cô dư sức có thể là mở các cơ sở làm ăn khác, đâu cần phải trồng trọt chi cho nó vất vả. Rồi hai vợ chồng có thể đi du lịch, rồi dưỡng già. Nếu mà nhà con mà có đất á, là con cũng kêu ba mẹ con là cho thuê luôn rồi đó. Nghe lời cậu ấy giải thích á, thì đúng là 400 triệu tuy là số tiền hơi lớn, nhưng chỉ là tạm ứng trước thôi. Hai ngày sau khi ký hợp đồng thuê đất xong xuôi á, thì tôi sẽ cầm chắc trong tay là 4 tỷ. Cái số tiền đặt cọc đó đó cũng sẽ được cấn trừ lại. Giả lại cậu ấy tư vấn rất là nhiệt tình, không có hề ép buộc tôi gì hết á. Mọi chuyện là do bản thân tôi tự quyết định. Tôi nghĩ đây cũng là cơ hội tốt. Xét về cái bài toán kinh tế á, thì quá sức có lợi cho tôi. Ông xã với lại các con tôi á, rồi đây sẽ không còn phải đi làm xa nhà nữa. Cho nên tôi mới quyết định cho cậu ấy thuê đất mà không có hỏi ý kiến của ông xã. Thôi, bây giờ tôi quyết định á, cho bên cậu thuê luôn á. Nhưng mà thực sự á, thì 400 triệu tôi không có đâu cậu ơi. Chứ số tiền nhiều quá à. Bây giờ trong nhà tôi á chỉ còn có 80 triệu à. Mà cái tiền á là tôi để dành á, nay mai tôi mua heo giống về tôi nuôi. Bây giờ đưa trước cho cậu 80 triệu đi. Rồi sau 2 ngày ký hợp đồng á thì người ta đưa phí tôi á 10 năm tiền thuê đất á, thì cậu cấn trừ qua. Chứ giờ đụng cái cậu kêu tôi đưa 400 triệu á, thiệt á là bó tay luôn á. Thấy cô cũng thiệt tình thì để con ra con xin ý kiến của mấy sếp thử còn sao, rồi con vợ con báo với cô. Cậu hỏi giùm tôi đi nha cậu, giúp giùm tôi đi cậu. Dạ. Lẽ ra bà Tâm chỉ cần gọi điện cho chồng để bàn bạc hoặc dò hỏi thêm hàng xóm láng giềng xem có nhà nào được đặt vấn đề thuê đất giống mình không. Có thể vì món tiền được vẽ ra quá lớn đã làm bà không suy nghĩ được gì nhiều, nhưng đây chính là điều quý vị cần lưu ý để tự cảnh giác. Đừng tự ý quyết định ký kết hợp đồng giao dịch dàn cọc cho ai mà chưa có sự tham khảo tìm hiểu quý vị nhé. Dạ. Sao rồi cậu, họ có đồng ý không cậu? Dạ, con thấy cô á là người rất là may mắn. Tại vì trước giờ công ty của tụi con á luôn làm việc rất là quy tắc, nhưng mà hôm nay không hiểu sao mấy sếp á phá lệ một lần. Dạ. Rồi như là cái duyên của tôi với cậu mà. Thôi bây giờ cậu ghi hợp đồng đi. Dạ. Bây giờ tôi lấy tiền nha cậu. Dạ rồi. Cuối cùng thì họ cũng đồng ý với phương án của tôi là đưa tiền cọc 80 triệu. Người ta cũng tạo điều kiện cho tôi. Dạ. Cho nên tâm lý tôi đi nó cũng thoải mái lắm. Dạ, cũng ghi hợp đồng. Nên hết mọi cô sự chúng xin thông tin nha. Dạ. Rồi hợp đồng mới được mang ra. Tôi coi qua hợp đồng thì thấy mọi điều khoản nó đều rõ ràng hết. Tiền thuê đất thì cứ mỗi 10 năm là tôi được nhận 4 tỷ. Giả lại nhìn thấy cái dáng vẻ sang trọng của nhóm người kia đó, tôi như là mụ mẫn đi. Rồi với cái ước mơ tiền tỷ đó, cho nên tôi mới tự quyết định luôn mà không hỏi ý kiến của chồng. Vì tôi sợ nhùng nhằng rồi cái nhóm người thuê đất đó nó lại đổi ý. Được rồi, cậu giờ tôi cứ ký cái nào cậu? Dạ, cô ghi đây, bên cho thuê đất. Dạ.
để con ghi cho cô cái biên lai để xác nhận là con đã nhận tiền của cô. Cô thấy không, bên tụi con làm việc đâu đó là có giấy tờ sổ sách đàng hoàng. Cái này tôi giữ lại đúng không cậu? Dạ đúng rồi cô. Dạ đây. Cảm ơn con nhiều lắm nha. Dạ. Dạ vậy bây giờ để con về rồi 2 ngày sau con xuống. Dạ. Dạ cảm ơn cô nha. Cậu về. Cảm ơn cậu nha. Dạ không có gì. Con đi nha cô. Dạ. Sao mà 5 ngày rồi mà sao không thấy họ trở lại vậy ta? Nhóm người đó đi về rồi, tôi cũng chưa có gọi điện thoại để mà kể cho chồng tôi nghe nữa. Tôi muốn để 2 ngày sau khi mà nhận được tiền rồi á, thì báo cho ổng biết cũng chưa có muộn, để cho ổng bất ngờ. Ai dè, 1 ngày, 3 ngày rồi 5 ngày trôi qua mà cũng không có thấy bóng dáng của các sếp Đài Loan tới để trả tiền thuê đất nữa. Rồi tới thời hạn phải mua heo giống mà không có tiền, tôi mới liền lấy cái hợp đồng thuê đất ra để mà liên lạc. Sao khóa máy luôn người ta? Bị gì trời? Chết rồi. Tôi rất là hoang mang khi tất cả số điện thoại trên hợp đồng đều không có liên lạc được. Lúc này tôi mới đành gọi điện thoại nói thật với chồng. Chồng tôi nghe tôi kể lại xong thì mới quả quyết rằng tôi đã bị gạt rồi. Đợi ổng về, rồi hai vợ chồng tôi đó cùng lên cơ quan công an để mà trình báo. Vợ chồng tôi liền đem hết toàn bộ giấy tờ hợp đồng tới cơ quan công an để mà trình báo sự việc. Trời đất nó sụp đổ khi mà tôi được thông báo là ở tỉnh không hề cấp giấy phép cho người nước ngoài nào xây dựng nhà máy chế biến nào tại cái khu vực mà tôi đang ở. Rồi cái dấu mộc đỏ kia cũng là giả mạo nữa. Công ty trên hợp đồng cũng là cái công ty ma, cho nên tất nhiên đây chỉ là cái màn kịch dựng lên để mà lừa đảo. Họ lừa đảo những hộ dân nhẹ dạ cả tin như tôi nè. Nói đi thì cũng phải nói lại, cũng may là tôi còn sáng suốt. Tôi chỉ đưa hết cái số tiền ở trong nhà hiện có mà không có phải đi vay mượn thêm để mà đáp ứng nhu cầu của họ. Nếu như không thì không biết đến bao giờ tôi mới trả hết nợ nữa. Vậy là 80 triệu đồng mà gia đình bà Tâm vất vả dành dụm mà có đã bị bọn bất lương chiếm đoạt dễ dàng. Các đối tượng xấu đã kỳ công sắp đặt một vở kịch hoàn hảo, từ việc giả dạng là người nước ngoài đến bản vẽ xây dựng nhà máy. Và bản hợp đồng, công văn có dấu mộc đỏ đàng hoàng đều được làm giả một cách tinh vi. Và quan trọng hơn hết là miếng mồi được dàn ra quá hấp dẫn. Dạ, cái giá thuê đất á, là 400 triệu một mẫu và thời gian á, là 50 năm. Thì bên công ty của tụi con á, là sẽ ứng trước cho cô là 10 năm. Cộng với chiêu đánh vào tâm lý của nạn nhân. Với số tiền đó, thì vợ chồng cô dư sức có thể là mở các cơ sở làm ăn khác, đâu cần phải trồng trọt chi cho nó vất vả. Rồi hai vợ chồng có thể đi du lịch, rồi dưỡng già. Nạn nhân đã sập bẫy bởi sự thiếu cảnh giác, thiếu hiểu biết và ước mơ làm giàu không khó. Qua đây, chương trình Chuyện Cảnh Giác mong rằng quý vị hãy thật cẩn trọng trước những món hời từ trên trời rơi xuống. Đừng vì bất kỳ sự thúc giục nào mà vội vàng giao tiền bạc cho người lạ. Vé số không cậu ơi? Mua giùm vé số cậu. Thuốc lá đi cậu ơi, thuốc lá đi cậu.
Quý vị có thấy sự bất thường của hai người đi bán dạo này không ạ? Dường như họ định làm gì với chiếc xe này. Thái độ của họ đã thay đổi và cả hành động cũng nhanh nhạy, không còn chậm chạp như lúc đầu. Mua số cậu. Không mua đâu. Chú làm gì ở xe con vậy? Không có làm gì à, mọi số. Thôi không mua đâu. Cậu, bữa nay là ngày vía thần tài, ngày mùng 10 đó cậu. Cậu mua giùm vía số đi. Mà sáng mơ giờ hai vợ chồng tôi bán ế quá. Cậu mở hàng giùm vài tấm đi cậu. Mua giùm mấy tờ nha cậu. Thôi không mua đâu. Có thuốc lá nữa này cậu. Điều. Hóa ra hai đối tượng này giả dạng thành người bán hàng rong để qua mặt người đi đường. Mục đích thật sự của chúng chính là những tài sản có giá trị để hớ hên bên ngoài, không người trông giữ. Vé số đây. Rồi. Ngồi ngay ngó xe anh hai cái nha anh. Anh chạy vô tắm cái anh chạy ra. Sao anh không chạy xe vô luôn đi? Ngộ thiệt chứ. Ngồi đi sẵn đây ngó vậy anh hai cái. Đi ra liền mà chạy gì mất công chạy vô rồi vẫn ra nữa. Ăn rồi tối ngày ụp cái mặt vô điện thoại coi điện thoại hoài. Em có coi điện thoại đâu, em coi giá vàng chứ bộ. Gì? Có giá vàng hả? Trời ơi, chắc mặt trời mọc hướng Tây quá. Có giá vàng luôn. Có tiền mua không? Ừ, anh cứ coi thường em hoài. Hôm nay là ngày mùng 10 đó. Bữa nay mà mua vàng thì cả năm sẽ mua vàng á. Trời đất ơi, thôi tỉnh đi cô hai ơi. Trời ơi, ngồi nó mơ hả? Đi làm không lo đi làm. Đi làm mới có tiền mua vàng. Ngồi đó bấm điện thoại rồi mơ rồi có tiền mua vàng chắc. Thì bữa nay em làm ca chiều mà. Thôi anh đi vô anh chuẩn bị đi. Trời ơi, ở nhà anh cứ càm ràm hoài, em mệt quá à. Làm như anh càm ràm như anh sướng lắm vậy. Ngó xe nha. Biết rồi. Cuộc trò chuyện của hai anh em đã vô tình lọt vào tai của ông Cường và bà Linh. Xem ra vận may của họ đã tới. Đã có màn kịch lừa đảo nào để có thể lấy được chiếc xe máy khi chị Hằng vẫn đang ngồi ở cửa. Cùng theo dõi quý vị nhé. Bà ơi, bà ơi, bà có sao không bà? Bà đừng làm tôi sợ nha bà. Bà có sao không? Trời ơi, sáng tôi nói bạn sáng đi mà bà nhịn chi. Nghe trước cửa nhà ồn ào á, thì theo quán tính tôi nhìn ra liền. Rồi đứng dậy coi sao, tại vì có xe anh tôi đang đậu ngoài đó nữa. Tôi vừa nhìn á, là đoán được liền là hai vợ chồng rồi. Tại thấy ông chú mặt mày nhăn nhó, ổng đang tìm mọi cách để làm cho vợ mình tỉnh dậy á. Trời ơi, bây giờ sao? Bà tỉnh lại đi bà. Bà. Ủa? Trời ơi, bà. Chú ơi. Cô có bị sao vậy chú? Chắc sáng bà không ăn, bà đói quá. Bà xỉu quá. Mà bà bị tụt canxi nữa. Chú, vậy giờ sao chú? Cô cho tôi xin miếng dầu gió đi, tôi sức cho bà thử. À, dạ có, nhưng mà hay là bây giờ mình dìu cô vô trong nhà con rồi nghỉ chút đi. Thôi không được đâu cô. Nay vẫn còn Tết mà, vợ chồng tôi mặc đồ như vậy vô không hay. Hay là cô cho tôi xin thêm miếng trà đường đi, tôi cho bà uống. Thiệt, nhìn hai người đó tội nghiệp dữ lắm. Già cả rồi mà còn phải vất vả mưu sinh à.
tôi đâu ngần ngại đâu, tôi giúp đỡ liền. À dạ được, nhưng mà con nghe nói tụt canxi á là phải ăn đồ ngọt thì nó sẽ đỡ chú. Hay là chú chờ con vô con lấy bánh kẹo ra cho cô ăn đỡ nha. Dạ, cô vô tôi xin. Dạ. Bà đừng làm tôi sợ nha bà. Nè, chú cho cô ăn đỡ đi, con chạy vô bếp con làm trà đường cho cô nha. Dạ. Chú đợi con chút nha. Dạ, cảm ơn cô. Với chiêu trò đánh vào lòng trắc ẩn của cô gái, hai đối tượng này đã có một màn kịch quá thành công. Và đây là cơ hội quá tuyệt vời. Bà Linh bực dậy canh chừng, ông Cường nhanh tay bẻ khóa xe và hai người leo lên xe chạy mất. Chú ơi. Ủa? Ủa đâu mất tiêu rồi? Cái xe. Anh hai ơi. Anh hai. Gì? Nhờ cô chút xíu mà cả làm xong vậy. Trời đất ơi, ra này ăn uống luôn hả? Này. Gì? Xe anh mất rồi. Sao tự nhiên nó mất được? Trời ơi, anh hai dặn rồi ngồi có chiếc xe đàng hoàng gấp mặt như thổi hoài. Tại vì hai cái ông bà này nè. Tôi miếu máu kể lại toàn bộ sự việc cho anh hai nghe từ lúc anh đi vào trong nhà sửa soạn. Thiệt là không quá khó để anh tôi có thể đoán và nghi ngờ là hai người bán hàng rong đó là hai kẻ gian nhà cảnh trộm xe. Lật đật báo cho cơ quan công an. Anh tôi cũng đi báo cho tổ trưởng biết để cảnh báo bà con trong xóm. Thì có anh Tư hàng xóm cũng kể lại câu chuyện có hai người bán hàng rong hôm đó cũng mon men tính trộm xe anh, nhưng mà anh ra kịp thời á. Vậy là trong vai người bán hàng rong, hai kẻ lừa đảo đã hoàn thành xuất sắc vai diễn đáng thương của mình, đánh động vào lòng trắc ẩn của nạn nhân rồi từ đó ra tay chiếm đoạt tài sản. Kẻ gian thường đi theo băng nhóm nhiều người để hỗ trợ nhau khi cần thiết. Do vậy thì Quang Huy mong rằng quý vị cần tạo cho mình thói quen cẩn trọng để bảo vệ tài sản trong mọi trường hợp. Thưa quý vị, không chỉ manh động liều lĩnh khi ra tay, các đối tượng trộm cướp còn trang bị hung khí, sẵn sàng tấn công hay chống trả nếu bị phát hiện. Quang Huy mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi tình huống được tái hiện lại ngay sau đây để có được bài học cảnh giác cho chính mình quý vị nhé. Tôi là nhân viên giao hàng của cửa hàng điện thoại. Sáng đó thì được phân công của chủ, tôi cầm điện thoại đi giao á, thì vừa quẹo cua vào khúc đường này thì tôi thấy khá vắng vẻ, cũng hơi lo chút xíu. Tới đúng địa chỉ trong đơn hàng, thấy cửa cổng khóa, tôi gọi cho ra lấy hàng. Alo. Dạ, em tới cái địa chỉ mà cô anh đưa nè, em tới em giao hàng nè anh. Ủa em tưởng nào đâu, sao không thấy em? Em đứng ngay cái nhà mà có cái cổng màu xanh lá cây nè anh. Em chạy tới chút đi, ngay đầu hẻm á, rồi anh ở trong hẻm anh đi ra. Dạ rồi, em thấy rồi, để em chờ lại. Thì lúc đó tôi cũng nghĩ có thể trong hẻm thì số nhà lung tung, nên anh ta mới cho địa chỉ nhà phố để tôi dễ tìm hơn. Mà nào ai ngờ thì khúc con hẻm ở phía dưới là khúc đường vắng nhất. Em tới giao hàng phải không? Dạ. Hàng của anh nè, anh kiểm tra kỹ giùm em nha. Anh ta kiểm tra đơn hàng như những người khách khác thì lúc đó tôi không thấy gì bất thường cả. Hôm bữa anh có đặt cọc cho bên em trước 2 triệu rồi. Giờ còn 12 triệu nữa là đủ không? Dạ đúng rồi, 12 triệu nữa.
Tôi thì vừa đau vừa hoảng loạn vô cùng, phải mất gần 10 phút tôi mới bình tĩnh lại, cố với lấy chai nước lọc trên xe rồi rửa mắt cho bớt đau. Tôi lật đật gọi điện thoại để báo cho anh chủ biết, sau đó thì quay lại báo ngay cho cơ quan công an. Tôi kể lại hết sự việc, tôi đi giao hàng, đưa hàng cho hắn ta kiểm tra rồi sau đó bị xịt hơi cay, còn hắn thì leo lên xe đồng bọn chạy mất. Bên cơ quan công an phân tích rằng có thể bọn chúng cố tình tìm đến những cửa hàng điện thoại có hình thức giao hàng tận nơi thanh toán tiền mặt. Chúng cố tình đặt cọc trước để lấy niềm tin, hẹn người giao hàng ở địa điểm vắng và có đồng bọn tiếp ứng phía sau. Dạ, alo. Anh ở bên giao hàng không? Dạ đúng rồi anh. Anh tới giao cho sao biến đợi nó giận thấy anh. Dạ em tới rồi anh, em tới ngay cái nhà mà anh hẹn em nè. Em sẽ tới chút á, lại cái đầu hẻm á, anh đang đứng ngay đầu hẻm nè. Với kế hoạch cướp tài sản trót lọt lần trước, hai đối tượng lừa đảo lại tiếp tục dùng chiêu trò này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liệu lần này bọn chúng có thành công hay không? Cùng theo dõi thật kỹ những tình tiết sắp diễn ra quý vị nhé. Dạ em chào anh. Anh bên giao hàng đúng không? Dạ đúng rồi anh. Hàng của anh đâu? Dạ đây, chờ em chút. Dạ, hàng của anh đây anh. Anh kiểm tra hả giùm em đúng không? Hôm bữa anh đã cọc cho bên em 4 triệu trước rồi. Dạ đúng rồi. Là bây giờ còn 22 triệu nữa đủ nha. Dạ đúng rồi anh. Rồi vậy anh đưa em 22 triệu. Dạ dạ dạ. Ai gì bác ơi? Chúng tôi bên đội điều tra, theo trình báo của nạn nhân, chúng tôi đã theo dõi anh nhiều ngày qua rồi. Nằm im! Nằm im! Bằng nghiệp vụ chuyên môn, phía cơ quan công an đã phối hợp lên kế hoạch để tóm gọn bọn chúng. Đúng như những gì bên công an phân tích, chúng khai nhận rằng bước đầu, chúng sẽ lên mạng tìm những cửa hàng điện thoại có giao nhận hàng tận nơi, sau đó đặt cọc theo yêu cầu của bên cửa hàng. Mà mỗi lần chúng bị cướp, chúng đều sử dụng tên giả, sim rác để giao dịch mua hàng và nhận hàng. Khi nhận hàng, chúng thường nói với người giao hàng đến những nơi vắng vẻ để dễ dàng hành động. Ban Huy vệ ekip thực hiện chương trình mong muốn rằng quý vị nói chung và những người làm công việc giao hàng nói riêng hãy thật sự cẩn thận khi lưu thông trên những đoạn đường vắng vẻ. Trường hợp khi đi giao những tài sản có giá trị cao, chúng ta nên đi hai người để có thể kịp thời ứng phó. Cảm ơn con. Bé. Dạ. Con đổi giùm chú cái ống hút khác nha. Dạ. Con đổi cái màu khác. Chú muốn lấy màu gì? Con lấy màu vàng hay màu xanh cũng được. Đừng lấy màu trắng, màu đỏ, màu đen nha. Dạ. Giúp chú với. Dạ, chú. Rồi, cảm ơn con. Alo. Dạ, alo, em chào anh ạ. Em là bên nhân viên của công ty dịch vụ người trong đất đó anh. Em đến quán cà phê anh hẹn rồi nhưng mà em không thấy anh đâu. Cậu bước vô giùm sâu ở trong á, tôi ngồi ngay chỗ mà cái hồ nước thác nước giả đó. Dạ. Mặc cái áo màu xám nha, quần màu xanh dương. Dạ. Đây em ơi. Dạ. Ngồi đi. Dạ em chào anh. Rồi, chào em. Kêu nước gì uống cái. Dạ. Cho ly cà phê đá em ơi. Dạ em chào anh. Em gửi anh ở cặp visit. Dạ. Em tự giới thiệu với anh, em là Hiếu, nhân viên bên công ty dịch vụ cho thuê người sông đất. Em nhận và chịu trách nhiệm về hồ sơ của anh. Dạ đúng rồi. Cảm ơn anh Ngân. Gái. Con đổ một chú luôn cái ống hút màu khác luôn. Đừng lấy màu không, đỏ. Không, em hợp mạng này. Em hợp màu đỏ. Mạng em hợp màu đỏ. Vậy hả? Dạ. Anh cũng phong thủy quá ha. Anh có thể cho em biết được là ai là người giới thiệu anh? Hoặc là cái cơ duyên nào mà đưa anh đến và anh biết được cái công ty dịch vụ cho thuê người sông đất bên em?
À, chuyện là vậy. À, năm rồi anh làm ăn nó không được suôn sẻ. Dạ. Đụng là thua, đụng là thua. Nhưng mà anh có một người bạn làm cùng anh luôn. Ổng làm đụng là thắng, đụng là thắng. Phất lên như diều. Anh hỏi tới hỏi lui nhiều lắm rồi, phát hiện ra là năm rồi á, Tết ảnh mới thuê cái người sông đất đó mà phù hợp tuổi gì đó, thành ra năm rồi ảnh làm chúng. Đúng rồi, năm nay anh quyết định là Tết sẽ thuê cái người sông đất hợp tuổi với mình. Dạ. Thành ra anh lên mạng á, anh coi anh thấy công ty của em. Dạ, anh ông bà mình thường nói á, mưu sự là tại nhân nhưng thành sự là tại thiên. Cái người mà sông đất đầu năm á cho một cái gia đạo nó cực kỳ quan trọng. Anh chọn bên công ty của em là anh an tâm. Cái ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp người nhân viên này á, là bề ngoài á, đỉnh đạt, tác phong thì chuyên nghiệp. Chưa hết, tôi thấy cậu ta rất là sành sỏi, nói chuyện thì mạch lạc, có nghiên cứu sâu rộng trong lĩnh vực phong thủy. Vì hai ngày trước á, sau khi mà tìm hiểu về cái dịch vụ này á, bên phía công ty có gửi cho một bản kê khai tất cả mọi thông tin của tôi và gia đình. Thì từ ngày sinh, số tuổi, rồi bổn mạng, rồi công ăn việc làm, như thế nào vậy đó. Tôi đã ghi rõ ràng và đúng sự thật của từng một. Giờ cậu ta có tất cả những thông tin này của tôi thì cũng không có gì là lạ hết. Sau khi mà nhận được cái bản kê khai online này á, thì bên ban giám đốc của em cùng với lại 20 thầy phong thủy nổi tiếng nhất nước ngồi lại và quyết định cho ra một cái ngày. Đó là ngày 14 tháng 2 năm 2021, nhằm ngày mùng 3 Tết, là cái ngày mà thiên thời địa lợi nhân hòa dành cho cái cung mạng của anh. Mà may mắn vậy nè, bên công ty của em cũng đã tìm được một người hợp tuổi hợp mạng để sông đất nhà anh. Bên công ty của em cũng đã tìm được một người hợp tuổi hợp mạng để sông đất nhà anh. Tôi tò mò liền đọc thông tin của người đó. Rồi thiệt là tôi cũng có tìm hiểu và đọc nhiều sách tử vi rồi phong thủy, cũng biết sơ sơ ai là người hợp tuổi hợp mạng với mình. Nhưng vì cái sông đất đầu năm là chuyện rất là quan trọng, tôi lại không rành rẽ nên là đâu có dám tự ý được. Thì đọc xong thì thấy bát tự của người sông đất này đúng là có khớp với những gì mà tôi đã tìm hiểu luôn. Tôi hài lòng vô cùng. Anh, em gửi anh cái bản hợp đồng. Đây, bản hợp đồng bên công ty em. Anh xem giúp kỹ với em rồi ký nha anh. Ủa, cái này anh thuê cái người đó vô sông đất thì Tết thôi mà cũng hợp đồng đó hả? Có chứ anh, sao lại không? Bên công ty em làm là cực kỳ chuyên nghiệp. Và anh xem kỹ giùm em trong này nè, trong này nó có những điều khoản ràng buộc. Đúng rồi, anh cứ xem kỹ đi. À, để anh xem. Dạ. Làm việc mà có hợp đồng rõ ràng như vậy khiến tôi cũng an tâm, tin tưởng mình đã lựa chọn cái dịch vụ uy tín như vậy. Nhưng mà đọc đến cái đoạn mà nghĩa vụ của bên B á, tức là phía tôi đó, thì có thấy chút kỳ kỳ. Cho anh hỏi cái này cái. Ở cái điều khoản này nè, ghi là từ ngày giao thừa cho đến hết mùng 2. Dạ. Rồi từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng ngày mùng 3, anh không được tiếp bất kỳ vị khách nào. Dạ đúng rồi anh. Và anh chỉ được ở nhà một mình, kể cả người thân cũng không được ở nhà. Dạ, để em giải thích cho anh hiểu. Tức là vậy nè, theo như anh biết á, cái phong tục ông bà mình ngày xưa đến giờ á, cái người sông đất vào một cái ngôi gia đầu năm cực kỳ quan trọng. Vì nó quyết định được tất cả cái sự hạnh phúc, may mắn, thành công và trong cái gia đạo đó suốt một năm đó. Đúng không? Anh theo anh biết là như vậy đúng không? Ừ, cái đó thì anh biết. Anh thắc mắc á, là cái phần người thân nè. Tại sao người thân cũng không được ở nhà, trong nhà nữa? Dạ, cái này để em giới thiệu cho anh biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn về phong thủy. Thì cái ngày sinh bát tự của chị á, và các cháu nhỏ á, chỉ hợp với anh thôi. Còn á, với cái người sông đất á, thì không có hợp. Anh hiểu không? Đó, nên khi mà vào cái khung giờ đó mà chị và các cháu nhỏ ở nhà thì người sông đất bước vào cũng như không. Anh hiểu được không? Mất giá trị. Mất giá trị, đúng rồi. Thì á, anh biết rằng á, lúc trước á, có nhiều gia đạo á, người ta cũng cãi lời bên công ty em, hợp đồng thì ký nhưng mà cãi. Xong rồi làm ăn thua lỗ trong năm đó, thất bại, gia đình phải tán ly. Tự nhiên quay ngược lại trách công ty của em.
Cậu ta còn nói thêm nếu mà tôi thấy nghi ngờ không đồng ý với yêu cầu của bên công ty á, thì bên công ty sẽ không hợp tác nữa. Vì mà nếu nhận uy tín công ty sẽ bị mất. Nói chứ tôi nghe đến làm ăn thất bại rồi gia đình ly tán mà tôi sợ, tôi lo dữ lắm. Dạ, nhưng mà anh cũng không lo. Bởi vì á, từ khung giờ 7 giờ đến 10 giờ á, là chị và cháu các cháu á, ra ngoài thôi. Còn sau giờ lành á, từ 10 giờ trở đi á, thì anh vẫn đón khách và chị với cháu vẫn về bình thường mà. À, anh hiểu không? Nghĩa là sau khi cái cậu xong đất á, dạ, cái người phù hợp tuổi tôi á vô xong đất rồi. Đúng rồi. Là vợ con tôi cứ việc về nhà. Việc về nhà rồi anh đón khách sau 10 giờ. À. Uống nước đi cậu. Dạ dạ, anh đọc kỹ giùm em. Do có phần mê tín là bị thuyết phục bởi lời lẽ của người tư vấn, cũng không nghĩ đến việc ở nhà một mình đón người xong đất tiềm ẩn nguy cơ gì, nên ông ba cũng không thắc mắc thêm. Tuy nhiên, yêu cầu kỳ lạ này chỉ đơn thuần muốn tốt cho gia chủ hay còn ẩn chứa mưu tính gì? Cùng theo dõi tiếp quý vị nhé. Và tiền. Dạ, cái này á là em nói anh nghe, cái này á là cái lễ cúng thôi. Bởi vì á bên công ty của em á, cái phí anh trả cho người xong đất á là trong đó là bao gồm hết tất cả tiền lễ cúng rồi là bên công ty em lo hết. Còn cái tiền này á là anh chỉ đưa cho cái người xong đất. Xong á, trước khi cúng là anh đưa cho người xong đất. Rồi trong cái giờ hoàng đạo cúng á, giờ lành á, thì người xong đất cầm cái số tiền đó, tư trang đó, cái hiện kim đó đưa lại cho anh. Anh hiểu không? Đưa lại cho anh giống như là anh được lọc vào đầu năm á. Nghĩa là tôi đưa tư trang cùng với tiền bạc gì đó cho cái cậu tới xong đất đó. Dạ. Xong rồi cái cậu đó đưa lại cho tôi. Dạ. Ủa vậy đâu có tác dụng gì đâu. Có tác dụng chứ anh. Tức vậy nè, anh đưa khi anh đưa cho người bạn mà tới xong đất cho anh á là đưa trước cái giờ hoàng đạo, trước cái giờ cúng á. À. Thì khi trong cái giờ cúng bạn đó sẽ bước vào và đưa lại tư trang đó lại cho anh. Đó, đưa lại cho anh sau giờ cúng, anh cầm cái số tư trang đó anh đi cất bình thường. À, giống như là Tết nhận lộc đó, đúng không? Đúng, cái lộc đầu năm á. Thiệt là đúng năm nay á, tôi đã cố gắng chống chọi, xây đầu này đầu kia để không bị mắc nợ, là trời cũng thương lắm rồi. Tôi bí bách lắm nên mới nương nhờ vào cái chuyện tâm linh như vậy. Nghĩ đây là dịch vụ làm ăn đàng hoàng, có địa chỉ hẳn hoi, hợp đồng đóng mộc rõ ràng, giá cả thì cũng không có quá cao. À, anh xem kỹ ký giùm em, bên kia có ban giám đốc em ký rồi. Dạ. À, sau khi mà anh ký vô đây á, anh đồng ý thì anh hoàn toàn phải nghe theo các thủ tục bên công ty em đưa ra. Tức là đúng vào khung giờ từ giao thừa cho tới mùng 3 Tết, vào khung giờ từ 7 giờ sáng đến 10 giờ, khung giờ đó là chỉ tuyệt đối chỉ có một mình anh ở trong gia đạo này thôi. Ừ, anh nhớ rồi. Anh hiểu không? Dạ. Ông ba nghĩ rằng đây là sự dặn dò chân thành của người nhân viên, tất cả vì muốn ông có được một lễ cúng chỉnh chu để cả năm gia đạo bình an, tài lộc dồi dào. Nhưng ông không ngờ rằng đó đều là những toan tính. Dạ, thôi thì hình năm mới cũng sắp tới rồi. Em cũng đại diện công ty gặp anh lần đầu tiên. Chúc cho anh vạn sự như ý, điều khó đẩy lui, tiền vô đầy túi. À, anh cảm ơn. Chúc dạ. Em với công ty của em làm ăn phát tài á. Dạ anh ba, cái đại lễ em đã chuẩn bị xong hết rồi. Dạ anh ba có chắc với em là trong cái khung giờ lành này á là chỉ có một mình anh ba ở nhà đúng không? Chắc có một mình anh thôi, vợ con anh đi chúc Tết bà con rồi. Dạ. À. À, rồi còn cái hiện kim mà em nói anh ba chuẩn bị đâu? Đây đây. À đây hả? Giờ lành cũng sắp tới rồi, cái người mà xong đất chắc người ta cũng sắp tới. À, có chung cửa kìa, anh ra anh mở đây. Ừ, để anh ra đó. Dạ, anh chào chú ba. Rồi, chú chào con, năm mới. Dạ. Chú mời con vô. Dạ.
Dạ, một lần nữa là con chào chú ba. Dạ, con tên là Thắng Tài. Năm hết Tết đến là con có chút quà, con biếu cho chú ba. Dạ, con kính chúc chú ba là năm mới á, là dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, muôn vàng hạnh phúc. À, hay quá. Nghe con chúc Tết đó là thấy hơn cả năm rồi đó. Dạ, con nữa. Đây, con mừng tuổi chú ba luôn. Ồ, chú ba cảm ơn Tấn Tài. Dạ. Giờ chú ba cũng năm mới, chúc cho con là làm ăn là phát tài, phát lộc. Ha, Tấn Tài nghĩa là Tấn Tài, Tấn Tài. Dạ. Yeah. Dạ, con cảm ơn chú ba nhiều. Đây, 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 đây. Đây, chú ba mừng tuổi Tấn Tài. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Rồi, sẵn mừng tuổi này. Mừng tuổi này luôn. Anh chúc cho Hiếu á là làm ăn cũng Tấn Tài giống này, nhưng mà nó lấy Tấn Tài rồi mày Tấn Tộc đi. Dạ, cảm ơn. Rồi, Tấn Tới đi. Dạ. Rồi. Rồi, năm mới vui vẻ nha anh vui quá, năm mới vui quá. Rồi. Thôi, cũng giờ lành tới rồi. Mình cúng cho kịp giờ anh. Rồi, Tấn Tới cho lên xuống rồi. Dạ, dạ, dạ. Để em lấy nha. Rồi, anh quỳ xuống. Xong rồi anh cầm bài khấn này. Em đưa nhang cho anh. Anh khấn theo thôi nha. Ha. Rồi, để anh nhớ rồi, nhớ rồi. Cử quyền tất tổ chi gì đi thần người ta chứng nha anh. Đây. Anh ba. Đây, nhang này. Quý vị chắc cũng đã nhận ra mưu mô của người nhân viên này rồi đúng không ạ? Yêu cầu gia chủ chỉ được phép ở nhà một mình và chuẩn bị nhiều tư trang để trong năm có được tài lộc dồi dào. Chỉ nghe qua thôi là đủ thấy sự bất thường. Nhưng vì mê tín và muốn vực dậy kinh tế gia đình, khiến cho ông bà không suy nghĩ thấu đáo, để giờ đây phải nhận lấy một bài học đắt giá. Tôi tỉnh dậy lúc đó cũng khoảng 10 giờ 30 thì vợ tôi với con trai tôi lay tôi dậy, thấy mất hết tài sản tiền bạc và tư trang. Tôi biết ngay là mình đã bị sập bẫy của hai kẻ lừa đảo này. Ngay sau đó tôi liên hệ đến cái dịch vụ thuê người xong đất thì mới tá hỏa ra khi biết tin người thuê nhân viên tên Hiếu đó đã nghỉ việc được một tuần rồi. Tức là sau khi mà tôi đăng ký thông tin, hắn ta tiếp tục nhận hồ sơ của tôi rồi báo với công ty là tôi không đồng ý thuê người nhưng đã âm thầm tự làm một mình. Bị lừa rồi tôi mới nhận ra rằng làm ăn là phụ thuộc vào thị trường, mặt bằng kinh doanh, về mặt hàng kinh doanh, những yếu tố thực tế chứ không phải những yếu tố tâm linh. Hóa ra người nhân viên và người xông đất là đồng bọn của nhau, đã bày trò lừa đảo, tuy không mới nhưng vẫn lừa được khá nhiều gia chủ nhẹ dạ cả tin thưa quý vị. Chiếc xe mà tôi đâu bán bữa giờ á là của ông anh, giờ anh đi nước ngoài định cư rồi, xe không dùng tới á để cũng chật nhà lắm. Với lại tôi cũng đang cần tiền để mà đầu tư cho cái việc kinh doanh của mình. Câu chuyện mà anh Huy gặp phải sau đây ít nhiều sẽ khiến chúng ta phải thận trọng hơn trong việc mua bán nếu như không muốn nhận thiệt thòi về phần mình. Alo. Alo, chị hỏi có số điện thoại này phải của anh Huy không ạ? Phải, tôi là Huy đây, có gì không? Em thấy anh có đăng bán chiếc thác trên mạng đó, thì em hỏi xe anh đã bán chưa? Xe anh chưa bán được em. Xe này là có phải là xe chính chủ không anh? Đúng rồi, xe chính chủ đàng hoàng em à. Dạ, vậy em hẹn anh xem xe vào tầm trưa mai được không anh? Khoảng chừng 2 giờ nha. Mai em đi công chuyện về, xong rồi rút tiền rồi chạy đến điểm hẹn. Xe mà ok là anh em mình đi ra công chứng trồng tiền luôn. Rồi ok, vậy ngày mai 2 giờ ha. Có gì em hẹn anh ở quán cà phê đi, rồi cho địa chỉ anh tới liền. Vậy ha, rồi bye em. Đúng giờ hẹn, tôi chạy xe ra quán cà phê sân vườn mà cậu ấy đã đưa địa chỉ. Nhưng quá giờ hẹn 15 phút á mà vẫn chưa thấy cậu ấy tới. Cho nên á, tôi chủ động gọi điện thoại lại. Alo, Cường hay em, anh Huy nè. Dạ em nghe anh ơi. Anh tới quán cà phê mà em hẹn rồi nè. Em tới dạ. Chưa? Dạ dạ em đang chạy tới anh ơi, anh chờ em xíu nha. Rồi rồi, ok em. Nghe giọng điệu cậu ấy á, hối hả lắm. Với nghe tiếng chạy xe ngoài đường nên tôi nén lại chờ. Giờ khoảng 5-6 phút sau, cậu ấy chạy xe tới. Trên xe có xách theo một cái cặp táp, là khoảng 35 tuổi đổ lại à. Anh Huy, anh chào anh. Chào em. Em phải Cường mua xe không? Dạ.
Rồi ngồi đi em. Em muốn gì? Thôi được rồi anh. Anh thông cảm nha, em đi lo mấy cái vụ giấy tờ nhà đất để sang tên qua cho em á, cho nên hơi lâu. Rồi nãy em chạy ngân hàng chuyển tiền qua bên số tài khoản. Nếu mà xe ngon á là em chuyển tiền cho anh liền luôn. Ôi, mà sao em mới gặp anh ở ngoài mà em vô em biết anh tên Quy rồi. Trời đất ơi, vừa vô anh thấy cái đẳng số xe với lại có một mình anh ngồi đây là em biết xe của anh rồi. Rồi ok anh. Em có điện thoại chứ? Alo anh nghe. Sao số chứng minh nhân dân của em á hả? Rồi rồi rồi. Anh chờ em xíu nha, em đọc chứng minh nhân dân cho vợ em cái. Ok em. Giờ xíu để anh đang kiếm. Ngồi đó cũng không làm gì, tôi quan sát mọi hành động của cậu ấy. Thì thấy cậu ấy mở cặp tab ra, bên trong có laptop. Cậu ấy lấy ra bìa hồ sơ, giấy tờ là có hộ khẩu, sổ hồng, quyền sử dụng đất và hai chứng minh nhân dân. Tất cả đều là bản gốc hết. Nên tôi tin những gì vừa nãy cậu ấy nói là mới đi làm thủ tục mua nhà. Vợ em nó đản chí lắm. Ở anh, em ra em coi xe cả nha. Đi. Wow, xe nhìn còn cứng dữ anh. Còn ngon lắm. Ủa, đi một năm trời mà mới có 2,000 á anh. Ơi, nói đầu ngay á, xe này là của ông anh họ anh. Dạ. Ông đi nước ngoài định cư rồi, rồi cái sang tên lại cho anh. Ông để hồi đó để đây nè, toàn là chùm mền đúng không ạ, chứ chạy đâu có nhiều đâu. Anh, cho em mượn chìa khóa xe em chạy thử một vòng đi. Vậy ha. Dạ. Tính tiền em ơi. Ý, tính tiền chi? Ở đây coi xe giùm em quay lại xong rồi anh em bình bàn công chuyện tiếp. Đâu có được đâu. Anh phải đi theo em chứ để em chạy một mình sao được. Trời đất ơi, em chạy một mình thử một vòng cái xe máy móc nó có im hay không thôi. Nè, em để cái xe lại cho anh với lại hồ sơ nhà đất của em á. Làm ăn phải tin tưởng nhau chứ. Đúng là lúc này á, tôi cũng có phần lo lắng. Vì cũng từng biết những vụ chạy xe thử á, rồi chạy luôn. Nhưng suy nghĩ đi nghĩ lại á, thì trường hợp này không giống như những gì tôi đã nghe. Rồi xe của cậu ấy cũng để ở đây nè. Tôi đang giữ toàn những thứ quan trọng, sao cậu ấy có thể chạy luôn được. Đang nghĩ á, mình nắm năng cán, có mọi thông tin của cậu ấy, với cũng gì muốn bán xe cho nhanh, thì đó là việc cá nhân. Nên tôi đồng ý để mà cậu ấy chạy thử xe luôn. Ủa đã quá anh. Anh thấy em tưới em ngồi xe nhìn hợp không anh? Sang không? Được á, hợp với em á. Trời ơi đã quá. Em chạy nha. Chạy đi. Ngó em cái xe, ôi coi chừng giấy tờ của em để trọng á. Rồi anh biết rồi. Dạ dạ. Ôi đã quá. Với những gì đang diễn ra trước mắt mình, một người khách có ngữ điệu nói chuyện rất chân thành, có thiện chí mua xe, tiền thì cũng đã có sẵn trong tài khoản rồi, tài sản giấy tờ để lại cũng khá quan trọng. Anh Huy đâu nghi ngờ gì nữa, nhưng anh không ngờ rằng lần đưa xe máy này và sự lo lắng của anh trước đó sắp trở thành sự thật. Sao? Xe đã ghê, máy móc im ru luôn. Ừ. Em làm vòng nữa nha. Ok. Anh coi, anh nhớ để ý giùm em cái cặp nha. Trời, hồ sơ quan trọng của em không á. Rồi, anh biết rồi, đến coi cho. Dạ. Yeah. Ừ. Trời ơi, lúc này á, cậu ấy từ chạy thử xe với tốc độ chậm, rồi rô ga chạy nhanh, rồi quẹo cua mất hút. Tôi bụng rủng hết tay chân rồi, tôi chết chân rồi, bất lực đứng nhìn theo á. Tôi không thể đua theo, vì thứ nhất chạy theo sao kịp, thứ hai á, tôi phải giữ với xe và giấy tờ quan trọng của cậu ấy nữa. Tôi gọi điện thoại á thì hỏi e rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không. Tôi giật mình á khi thấy cái cặp nhà tên à, có laptop trong này mà sao nhẹ vậy được. Hóa ra là cái laptop là mô hình, còn giấy tờ nhà đất thì trời ơi, cái bìa thôi à, bên trong là giấy trắng tinh. Toàn bộ giấy tờ còn lại chắc cũng là giả mạo luôn rồi. Tôi liền đi trình báo ngay cho cơ quan công an. Đến phường tôi kể hết sự việc. Theo điều tra thì được biết chiếc xe hắn để lại thế chân là xe hắn thuê theo giờ. Đây là lần đầu tiên tôi đang bán xe qua mạng, nên đâu có kinh nghiệm gì đâu. Và đã sắp 7 màn kịch hết sức tinh vi này.
hắn ta cố tình á dẫn chuyện đã đi rút tiền rồi vừa đi làm giấy tờ nhà để tạo niềm tin chắc chắn sẽ quay lại và dễ dàng lừa được tôi. Xem ra thì nạn nhân chỉ còn biết tự trách mình vì đã quá dễ dàng tin tưởng vào lời nói phiến diện của người mua mà mình chỉ vừa quen biết giao dịch trên mạng Internet. Đây cũng là bài học chung cho tất cả chúng ta. Con Huy mong rằng quý vị hãy luôn cẩn thận trong những trường hợp tương tự. Nếu người mua muốn chạy thử xe, cách tốt nhất là người bán hãy cùng lên xe với khách để có thể đảm bảo an toàn cho tài sản của mình. Còn nếu giả sử có sự thế chấp tài sản thì chúng ta cũng nên kiểm tra cẩn thận về tài sản để lại phải có giá trị tương đồng với tài sản được đem đi. Có như vậy thì mới tránh được tình trạng người mua một đi không trở lại. Thưa quý vị, ngày nay rõ ràng là không thể phủ nhận vai trò của thương mại điện tử trong việc là giúp cho người tiêu dùng dễ tiếp cận với các sản phẩm, rút ngắn được thời gian mua sắm, tiết kiệm chi phí đi lại, cũng như là được hưởng nhiều tiện ích khác. Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó cả. Không chỉ sử dụng mạng xã hội để bán các mặt hàng, hàng nhái, hàng kém chất lượng, mà các đối tượng xấu còn lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và thực tế thì câu chuyện này được diễn ra như thế nào? Quang Huy xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Ê, tôi tới rồi nè. Xin lỗi nha, tôi lại tới trễ. Tôi á chuột lỗi cho bà. Bạn sau bánh chén với lại trà tắc nè. Đừng giận nữa nha. Bực mình thiệt chứ. Ủa, tôi đã chuột lỗi với bà rồi, bà còn bực mình gì nữa. Mệt ghê á, tới trễ có tí xíu mà làm cái ghê à. Bữa nay là cuối tuần, đáng lẽ tôi đi chơi với người yêu tôi á, mà tôi bỏ hết, tôi đi qua đây tôi chơi với bà cho bà đỡ buồn. Giờ bà giận tôi đúng không? Giận tôi đi về. Ê, trời ơi, cái bà này làm cái gì dữ vậy? Không phải là tôi giận bà, mà tôi đang bực mình cái vụ tôi bị lừa nè. Vậy sao bị lừa? Tôi nhớ bình thường là bà cảnh giác lắm hả? Mà bị lừa vụ gì? Thì đây nè, bà nhìn đi. Hôm bữa tôi có đặt hàng trên cái trang thương mại điện tử. Đây là cái thông tin mà hóa đơn điện tử của tôi nè. Còn đây là cái thông tin mà sản phẩm tôi nhận được á. Bà coi thử đi. Ủa, tôi thấy hai cái mã này nó giống nhau mà. Bà so sánh với lại cái hóa đơn điện tử nè, là bà thấy liền chứ gì. Ừ ha, hai cái mã nó đâu có giống nhau đâu ta. Thì bởi vậy tôi mới tức. Vì công việc làm giờ hành chính, tối về còn phải đi dạy thêm, chỉ rảnh mỗi thứ bảy và cả ngày chủ nhật, nhưng lại muốn ở nhà nghỉ ngơi, nên tôi là tín đồ của mua hàng online. Tôi từng nghe qua những chiêu lừa khi mua hàng online nên tôi luôn cảnh giác. Vậy mà cũng có ngày mình bị lừa. Tôi ấm ức kể lại mọi chuyện cho nhỏ bạn mình nghe. Bà cũng biết tính tôi hồi giờ rồi. Mua cái gì á tôi cũng đắn đo hết trơn á. Đừng có nói là mua hàng trên mạng. Sau khi á tham khảo giá của nhiều shop trên trang thương mại điện tử, tôi mới quyết định chọn mua một shop. Thấy độ tin cậy và đánh giá của shop cũng ok lắm bà. Tôi làm các thao tác đặt hàng, mua hàng, rồi cẩn thận chụp lại cái hóa đơn đặt hàng thành công nữa. Tôi nhận hàng sau 3 ngày. Khi shipper giao hàng á, tôi mở gói hàng rồi kiểm tra mã sản phẩm trên thông tin giao hàng trùng khớp với mã sản phẩm tôi mua, nên tôi nhận hàng rồi trả tiền thôi. Hôm bữa tôi đặt cái máy rửa mặt này á, nó về hàng cho tôi á 3 ngày đầu tiên á, xài rất là ok. Cái tự nhiên tới ngày thứ tư á, tôi mở công tắc á, nó không chạy. Cái tôi mới tưởng đâu á là nó hết pin. Tôi cắm vô tôi sạc nguyên một ngày trời. Cuối cùng nó cũng y chang vậy. Tôi mới nhớ là cái này nó có bảo hành. Tôi mới gọi lên cho shop của nó để tôi mán vốn. Cái nó ăn nói ngang ngược với tôi bà. Rồi, tôi biết là shop nó nói gì với bà luôn. Có phải nó nói với bà là nó đã giao hàng cho shipper, cho nên á là cái sản phẩm nó có bị cái gì á, nó sẽ không chịu trách nhiệm đúng không? Ừ, vừa nói xong nó cúp máy ngang luôn bà. Tôi tức mình dễ sợ luôn. Tôi định bụng á là tôi sẽ điều tra cái vụ này cho rõ ràng. Cái tôi mới nhớ chợt lại cái hóa đơn điện tử này nè. Tôi mới lục lại tôi coi á. Rồi tôi coi lại cái sản phẩm của tôi á, thì tôi mới phát hiện ra
bà mới phát hiện ra cái sản phẩm bà nhận được nó khác hoàn toàn so với cái sản phẩm bà đã đặt. Ừ, tôi tức dễ sợ luôn á. Cái mã sản phẩm mà lúc tôi đặt hàng á thì nó là một cái mã khác. Tới chừng tôi nhận hàng á, nó lại là một cái mã khác. Cái shop lừa đảo này á, nó tinh vi dễ sợ luôn á. Đến nỗi mà cái mã sản phẩm á, nó cũng làm cho y chang với lại cái mã trên hóa đơn. Bởi vì tôi đâu có nghi ngờ đâu. Rồi, tôi hiểu luôn. Mà công nhận á, tụi nó tinh vi thiệt luôn á. Nên á, cho dù bà có cẩn thận cỡ nào á, thì cái mã sản phẩm á, nó giống với cái hóa đơn bà nhận quá trời rồi. Cho nên á, bà chủ quan, bà cứ nghĩ đó là cái sản phẩm đúng, cho nên bà mới thanh toán tiền. Rồi cho đến khi bà sử dụng rồi á, bà mới phát hiện ra là cái hàng nó có vấn đề, cái hàng nó bị lỗi. Bà gọi lại á, nói shop, thì shop nó nói á, ngang ngược với bà. Lúc đó á, bà lấy cái hóa đơn ra, bà kiểm tra lại á, thì bà so sánh, bà mới biết á, là bà bị lừa, đúng không? Ê, sao bà hay vậy? Tôi chưa kể luôn á. Bà biết luôn cái tâm lý lúc mà tôi nhận hàng luôn. Ê, đừng có nói với tôi á, bà cũng là nạn nhân bị lừa nha. Hay là... Ê, không có được nghi ngờ vậy nha. Đừng có nghĩ linh tinh nha. Tại vì á, từ nãy giờ bà nói cho tôi nghe á, là bà mua hàng xong rồi á, bà trả tiền mặt luôn, đúng không? Tôi kể lại hết việc tôi đặt hàng nè, nhận hàng, thanh toán bằng tiền mặt, rồi xài được vài ngày là hư, gọi lại máng vốn á, thì bên shop ăn nói ngang ngược, không có chịu trách nhiệm. Nghe xong á, bạn tôi khẳng định á, là tôi đã sập bẫy lừa mua hàng trên mạng. Đối tượng á, mà bọn chúng nhắm tới á, là những khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. Ủa, mà tôi thấy cái chuyện á, mà mua hàng rồi thanh toán bằng tiền mặt á, nó bình thường mà, đâu có gì đâu. Trời ơi, cái bà này, sao mà bà khờ quá à? Bà đợi tôi tí xíu đi, để tôi mở này cho bà coi. Bạn tôi á liền mở một đoạn tin tức nói về trò lừa này cho tôi xem. Thì ra hả, chiêu thức này bọn lừa đảo á, đã sử dụng từ lâu lắm rồi. Một thời gian rầm rộ rồi lắng xuống và bây giờ lại tái diễn tinh vi hơn. Sau khi người tiêu dùng chọn mua, những shop này sẽ chủ động phân loại đơn hàng thanh toán trước và đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt. Với đơn hàng đã thanh toán bằng thẻ, ví và được ghi nhận, sẽ khó thực hiện hành vi lừa đảo. Bởi khi xảy ra sự cố, người tiêu dùng sẽ khiếu nại lên shop. Bởi vì khi giao dịch được xác lập thông qua thanh toán thành công bằng thẻ, ví điện tử, thì mọi vấn đề phát sinh về đơn hàng sẽ được trang thương mại điện tử can thiệp xử lý. Trong khi đó, đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt lại là đối tượng dễ dính lừa đảo nhất, trái ngược với tâm lý cho rằng trả tiền khi nhận hàng thì sẽ an toàn. Cụ thể, sau khi khách đặt mua hàng, các gian hàng này sẽ tiến hành hủy đơn hàng và lưu lại thông tin của khách, rồi chuyển cho khách món hàng kém chất lượng khác. Việc này thường diễn ra trót lọt bởi gian hàng lợi dụng việc nhiều người mua không theo dõi quá trình vận chuyển hàng, thậm chí không biết đơn hàng đã bị hủy. Đó, bà thấy chưa? Mấy cái shop này á, nó chuyên gia lợi dụng mấy cái người mà ham hàng giá rẻ. Rồi á, nó đăng mấy cái sản phẩm á, giá thấp hơn những cái sản phẩm tương đương với các shop khác. Thiệt luôn á. Chứ tôi hỏi bà nè, hàng giá rẻ ai mà không thích, đúng không? Bây giờ tôi mới hiểu. Công nhận á, bọn chúng tinh vi ghê luôn á. Tôi đã cẩn thận kiểm tra hàng trước, vậy mà vẫn bị lừa. Thưa quý vị, từ rủi ro thanh toán bằng tiền mặt với các đơn hàng mua trực tuyến, khi mua hàng thì quý vị hãy nhớ là câu tiền nào của nấy. Những sản phẩm nào được đăng bán với giá rẻ so với thị trường thì quý vị hãy thận trọng cân nhắc vì sao lại rẻ như vậy, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo mua phải hàng giả quý vị nhé. Bữa đó tôi đi đám ở nhà người quen, tôi thấy trong người mệt nên tôi mới xin mọi người cho tôi về sớm. Thì trong lúc tôi trên đường về thì có một cậu thanh niên chạy theo tôi. À, trời. Xe sao dữ ta. Chú, xe nào vậy chú? À, xe này, xe của chú. Để chú dắt cho. À, để con dắt cho. Ở đây kẻ cứng ngắc à. Cảm ơn con nha. Dạ. Con là bạn của Minh đúng không? Dạ. Ủa sao về sớm vậy chú? Ở chỗ còn ca tài tử rồi nữa. Chú về nhà có việc mà. Thôi dạ. Chú về trước nha. Nhà chú ở gần đây không? Nhà chú cũng ở gần đây, đi khoảng 10 phút là tới à. Dạ. Chú. Có chuyện con? Dạ, thú thật với chú, con là bạn của Minh, cũng làm nghề mua bán đất. Con đi
kiếm đất cái con mua, xong cái con bán lại con kiếm lời. Dạ, mà hồi nãy hình như ở trỏng con nghe chú là chú làm tiệm cầm đồ đúng không chú? Trời ơi, chú đâu có kinh doanh cầm đồ gì đâu. Là chẳng qua thằng Minh nó cần một số tiền để nó kinh doanh, nó làm gì chú không biết. Rồi nó mới lấy giấy tờ nhà đất của nó qua, nó thế chấp cho chú làm tin. Rồi chú cho nó mượn số tiền đó, rồi mai sau nó làm ăn nó lời nhiều lắm á. Rồi nó trả chú cả vốn mà cả lời luôn, chỉ vậy thôi à. Dạ. Thôi mấy chú về trước nha. Tại vì con á là làm kinh doanh đất mà con cũng mới vô nghề, cái con đi kiếm mấy miếng đất nhỏ nhỏ thì con còn gồng gánh được, còn mấy miếng đất lớn quá thì con không có vốn, nên là con phải cần hùng hợp với mấy anh em. Nhà con ở đâu lận? Con ở dưới thị xã nè. Con nhiêu tuổi rồi, vợ con sao? Dạ con 35 tuổi rồi. Vợ con thì ở nhà mới sanh em bé được 2 tháng. Giờ mọi chuyện trong ngoài kinh tế đồ mình con gánh hết, cũng đuối quá chú ơi. Con còn trẻ biết làm ăn rồi lo cho vợ con vậy là quá hay rồi. Con với lại Minh nó quen sao vậy? Chú định hỏi đó. Con với Minh thì bạn thân từ học cấp 2 tới giờ luôn á chú. Dạ. Thì là quen cũng lâu rồi ha. Dạ rồi cái lớn lên rồi cái làm chung nghề luôn. Thôi mấy con lại chơi với nó nha, chú về trước nha. Chú hôm nào có xuống thị xã hả? Chú đi ngang ủy ban nhà con đối diện đó đó, có gì chú ghé chơi ha, chú nói toàn ai cũng biết hết. Vậy hả? Thôi vậy chú đi nha. Chú sao nữa con? Chú cho con xin số điện thoại đi, rảnh là chú cháu mình cà phê. Vậy thôi, thôi con đọc số đi để chú nhá máy qua. Dạ rồi con đọc đi. Dạ số con là 0937 0937 876 876. Dạ toàn rồi. Rồi để chú lâu sau giờ. Dạ, chú nhá con nè. Rồi con thấy qua chưa? Dạ dạ qua rồi nè chú. Đó đó, cái số đó của chú ha. Rồi. Có cần gì gọi đó. Rồi dạ để con luôn chú Quang ha. Rồi chú Quang. Dạ. Đây là Toàn đúng không? Dạ. Rồi. Thôi, chú về cẩn thận nha chú. Rồi chú về. Dạ. Nhớ con nha. Dạ dạ. Alo, Toàn. Dạ. Ha Toàn. Dạ, chú Quang nhớ con không? Nhớ chứ, chú có lưu tên con ở đây mà. Dạ. Con gọi chú có chuyện gì vậy? Chuyện là hôm trước con có nói chuyện mà con làm ăn mua bán đất á chú. Con đầu tư mua đi bán lại kiếm lời. Mà đợt này có người giới thiệu cho con 2 lô đất kép nằm sát bên nhau. Mà đất nằm ở mặt tiền đẹp lắm chú. Thấy đầu tư là ngon á, kiếm lời là đầu ra là con thấy ok lắm. Mà giờ thiệt tình là con bị hụt vốn. Tại nó là lô đất kép, chứ phải nó có một lô đất duy nhất á, thì một mình con gánh cũng nổi. Mà nhìn cái miếng đất, cái địa hình, địa lý nó đẹp lắm chú. Giờ không mua nhanh á, thì người ta lấy mất. Hễ ra ngân hàng thế chấp, giấy tờ, dây vốn đồ nữa thì nó tốn thời gian, lúc đó người khác đã hất cho trên mình rồi. Mà kẹt cái giờ nó thiệt tình, tính đi tính lại không có đường nào ổn hết, nên con mới gọi cho chú. Con mời chú hùng hạp với con, rồi ra đất xong rồi lời mình chia. Rồi vậy con định cần chú Hùng là chia số tiền bao nhiêu lận? Dạ khoảng 300 triệu á chú. 300 triệu à? Thôi vậy đi, chiều nay con coi sắp xếp rảnh là ghé qua chú rồi bàn tiếp ha. Chú nhắn cho con cái địa chỉ nha. Dạ. Nhớ là cầm theo giấy tờ về đầy đủ cho chú xem nha. Tôi cũng thiệt á, không có rành lắm mấy cái chuyện mua bán đất đai. Nhưng mà cái cậu thanh niên này á, cậu nói là đầu tư xin lời. Tôi nghe thấy cũng ham, nên tôi hẹn cậu ta ra ngoài gặp mặt để nói chuyện thử coi ra sao. Thôi, tụi con vô đây. Thôi, 2 vợ chồng con ngồi bển đi. Dạ. Nhà của chú rộng rãi đẹp quá. Chú mới xây hôm Tết á. Dạ, em tháo cặp ra đi, ngồi cho thoải mái. Dạ dạ. Uống đi thì không? Dạ, cảm ơn chú. Cũng như là những gì mà con đã trao đổi với chú ở trong điện thoại rồi, thì hiện tại con đang muốn mua 2 cái miếng đất, nó đang liền kề với nhau. Dạ. Thì
con đang thiếu 300 triệu. Dạ. Chú Hùng với con, rồi có gì chú cháu mình chia lời với nhau. Đây. Dạ, đây nè chú. Này, bản đồ miếng đất nè, hai miếng nè chú thấy không? Nằm sát bên nhau luôn. Đẹp lắm. Dạ, còn đây là cái giấy tờ nhà đất của con. Dạ, sổ hộ khẩu. Dạ, giấy tờ đây. À, dạ, giấy kết hôn. Dạ. Em bỏ cặp con đây đi. Uống nước đi. Mệt không em? Hồi hám quá trời quá đất. Tôi để ý, tôi thấy cái cậu thanh niên này nha, được cái rất thương vợ. Mà nhìn kỹ cậu ta đó cũng hiền lành lắm. Ba cái giấy tờ sổ đỏ này kia nọ ha, các thứ rất đầy đủ, rõ ràng, đưa cho tôi xem. Nhưng mà tôi suy đi tính lại thì tôi cũng chưa dám đầu tư đất trong lúc này, thì tôi sợ khó bán ra, nên tôi tìm cách từ chối. Thì lúc này cậu thanh niên đó mới nói là có một cái đề xuất khác cho tôi. Chắc phải để chú suy nghĩ lại con. Trời ơi, chú suy nghĩ lại, ngày mai cái người ta mua miếng đất đó rồi, trời ơi uổng lắm chú. Phải chia một miếng đất thì hai vợ chồng con cam nổi, mà giờ hai miếng nó liền với nhau luôn. Nói bởi vì mình làm ăn mà, có gan mình mới làm giàu được chú. Cơ hội tới mình phải biết nắm bắt chứ. Giờ đâu có để cái đó người ta lấy vuột mắt thì nó uổng quá. Nên là con thấy chú cũng là dân làm ăn, nên là có cái chỗ này kiếm được ra tiền lời, nên con mới mời chú. Thiệt tình là bây giờ hai chồng con xây được 2 tỷ 7 rồi, giờ còn có thiếu có mấy trăm triệu nữa. Thấy ông Quang đắn đo trước lời đề nghị hùng hạp mua đất, tên Toàn lập tức thay đổi kế hoạch. Hãy xem hắn ta đã lừa nạn nhân vào bẫy như thế nào nhé. Hôm trước con cũng nghe chú nói là chú cho thằng Minh vay tiền để nó ra cái miếng đất của nó, rồi nó làm ăn phát đạt luôn. Không ấy bây giờ chú cho con vay đi, rồi con mà ra được miếng đất, xong rồi con trả lại cho chú, thì tiền lời mà chú lấy thằng Minh sao rồi chú lấy con vậy nha chú. Thú thật với chú là cái miếng đất này nè, là cái ngôi nhà của con là mặt tiền là 12 mét ở dưới thị xã. Hôm trước con nói với chú rồi đó, thì ba mẹ con bây giờ cho con đứng tên rồi. Giờ nếu mà chú không tin thì chú cứ giữ hết cái giấy tờ này đi, rồi khi nào á mà con mua miếng đất đó về, xong con bán con ra, rồi xong con lại con chuộc lại, chú thấy làm sao? Chứ trời ơi, miếng đất mà của cha mẹ để lại mà sang tên cho con nữa, con đâu có tin tưởng ở ngoài đâu chú. Bởi vì con thấy chú cũng là dân làm ăn, nên là thấy được cái này thấy có lợi cả hai, nên là con tìm đến chú. Chứ giờ chú không chịu hùng với con, chú để tiền trong nhà thì nó cũng đâu có sinh ra lời đâu. Thì không mấy giờ chú cho vợ chồng con vay, rồi bán ra có lời, rồi lãi nhiêu hai chồng con cũng chịu trả hết. Khi mà tôi nghe thấy cái căn nhà mà cậu ta định thế chấp có giá trị cao như vậy á, tôi bắt đầu cân nhắc nha. Nếu mà tôi cho vay tiền á mà cậu ta trả đủ cả gốc lẫn lời á thì tôi cũng lời hơi khá đó. Còn nếu mà đặt trường hợp cậu ta trả tiền không nổi thì tôi xiết căn nhà đó thôi. Nhưng dở là một cái là lúc đó tôi lại không gọi xác minh với cái thằng cháu tôi, cái tên Minh mà tôi từng làm ăn. Nếu tôi gọi cho thằng Minh trước á thì có lẽ chiêu lừa của hắn đã không thể nào chót lọt được rồi. Trước đây á chú có cho thằng Minh nó vay thì mỗi tháng nó trả cho chú 3% tiền lãi, thì bây giờ chú cũng tính con là 3% tiền lãi, con có chịu không? Sao em? Không sao đâu chú. Dạ được được, chuyện nhỏ. Mình sao con cứ vậy đi, mình chú cháu trong nhà mà. Dạ. Rồi bây giờ đó thì những giấy tờ này á chú đã kiểm tra rồi, chú thấy là đúng là nó hợp thức hết á. Giờ cái bước thứ hai đó, để cho khỏi rắc rối sau này thì chú sẽ làm hợp đồng vay giữa chú và vợ chồng con ký kết và điềm chỉ vô ha. Dạ đúng rồi, mình làm ăn nào phải ra cái nấy chứ, phải giấy tờ đàng hoàng vậy về sau cho khỏi phải mít lòng. Có thể thấy hai kẻ lừa đảo đã diễn màn kịch vợ chồng vô cùng ăn ý với các loại giấy tờ chuẩn bị sẵn từ trước như sổ hộ khẩu, căn cước công dân, giấy đăng ký kết hôn và cả giấy tờ ngôi nhà mặt tiền dùng để thế chấp. Tên Toàn đã khiến ông Quang tin tưởng, không chút nghi ngờ mà quyết định cho vay tiền.
Rồi giờ đây tụi con coi kỹ đi cái hợp đồng vay đó, những cái gì thông tin thiếu á thì tụi con điền vô giúp chú ha. Dạ. Rồi hai vợ chồng con cùng ký vô cái hợp đồng vay tiền đó, rồi điềm chỉ vô cho chú ha. Dạ dạ dạ. Họ tên vậy đó, con cần lấy chứng minh nhân dân ghi vô không? Đây nè, ghi vô đi. Dạ. Chứng minh nhân dân vợ con đâu, ghi vô luôn. Dạ dạ. Em cũng muốn luôn anh. À. Có lưu điện thoại không? Đọc cho nó. Dạ dạ dạ. Thôi, à, đưa cho vợ ký luôn. Dạ. Hai bản, ông ký hai bản luôn. Dạ. Bên này dưới luôn. Rồi. Rồi, vậy là chú vợ cháu chồng, mình à... Vợ chồng con giữ bản ha. Rồi giờ cho chú cái số tài khoản đi, rồi chú chuyển tiền cho con. À, dạ, dạ, dạ. Cho tới khi hoàn thành xong hết cái hợp đồng rồi á, chuyển khoản tiền xong, tôi vẫn thấy cặp vợ chồng này cũng rất bình thường, nên là cũng không nghi ngờ gì cả. À, con cảm ơn chú nha chú. Giờ cũng tối rồi, trễ rồi, hai vợ chồng con còn phải đi ra ngoài chợ mua tả, mua sữa. Con xin phép chú nha chú. Thôi, vợ chồng tụi con về đi ha. Rồi, dạ, cảm ơn chú. Rồi, nhớ vậy nha. Dạ, dạ. À, khi làm ăn có lời là trả lại cho chú hoàn vốn nha. Dạ, dạ, con cảm ơn chú nhiều. Dạ, chú ơi. Dạ. Này, hơn tháng rồi mà sao nó cũng chưa chuyển tiền lời cho mình vậy ta? Gọi nó thử coi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sao không được? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sao kỳ vậy? Sao gọi nó không được ta? À. Gọi, gọi Minh coi thế nào. À, con nghe nè chú. À, Minh hả con? Dạ. À, con khỏe không? Dạ, con khỏe chú. À, con cho chú hỏi thăm cái. À, con có biết Toàn bạn con đi đâu không mà sao chú liên lạc nó không được vậy con? Thôi chú hỏi Toàn nào, bạn con có nào tên Toàn đâu. Toàn hôm bữa chú qua nhà con dự tiệc đó, nó đứng kế bên con mặc áo màu xanh lá cây đậm đậm đó, bông bông đó, nó đứng rồi nó nâng ly rồi con cũng đứng kế bên nó chụp hình đó con quên hả? Chú ơi, chú có nhầm ai không chứ con làm gì có một bạn nào tên Toàn đâu, chú nhớ kỹ lại coi. Trời ơi, chú đã nói rồi hôm bữa con nhớ không, cái thằng mặc áo xanh lá cây bông bông đó, đứng rồi xong nó cụng ly với con rồi hai đứa cười nhau rồi kia nọ đó. Con ráng nhớ giùm chú coi. À, trong cái đám mà nhà con hôm bữa đó hả? Ừ. À rồi rồi, con nhớ rồi. Nó đâu phải bạn của con đâu. Thằng đó là nó nhân viên tiếp thị sản phẩm gì đó. Bữa đó nó ghé vô chào hàng mấy cái đồ gia dụng cho vợ con nè. Xong rồi lúc đi ra ngang bàn nhậu người của mình nên nó mời bạn mình uống mấy ly thôi chú. Chứ con đâu có biết nó là ai đâu. Bữa đó con nhớ là nó có mời chú mà chú mệt trong người nên là chú từ chối hay sao á. Đúng không chú? Vậy là nó không phải là bạn thân của con nữa hả? Không phải bạn học luôn nữa hả? Dạ đâu, không phải bạn bè gì đâu chú ơi. Tôi chết rồi. Vậy sao nó biết là con vay tiền của chú? Dạ, bữa đó đó, bữa mà nhà con tổ chức tiệc đó, con có nói với vợ con là bữa nay là có chú Quang tới. Vợ con mới hỏi là chú Quang nào. Con nói là chú Quang mà cho con mượn tiền trốn làm ăn đó. À, nhờ chú gia đình mình mới bắt lên. Thì nó đứng gần nó nghe đó chú, chứ sao con biết được. Chết rồi. Thôi, vậy nó lừa chú rồi. Là sao nó gạt gì chú? Trời vậy là sao trời, con không biết gì hết trơn luôn á. Thôi được rồi. Vậy thôi nha con, cảm ơn con nhiều nha. À, dạ, có gì chú gọi báo liền cho con hay nha chú. Rồi. Lúc đó tôi rất bàng hoàng nha. Tôi mới lật đật cầm cái sắp giấy tờ lên công an phường trình báo cái mọi sự việc. Thì quả nhiên là không ngoài dự đoán của tôi tính. Toàn bộ giấy tờ mà hắn đưa cho tôi đó, toàn bộ là giấy tờ giả mạo hết á. Về phía công an họ cũng xác nhận là không hề có ai tên là Toàn nhà đối diện Ủy ban Nhân dân cả. Tất cả những thông tin mà giấy tờ của hắn đưa cho tôi xem
là tất cả đều là giả, kể cả giấy kết hôn cũng là giả luôn. Thì ra từ lúc hắn ta gặp tôi trong cái bữa tiệc ha, tìm cách tiếp cận tôi, rồi xin được thế chấp nhà, vay tiền, thậm chí còn dẫn theo cả một người phụ nữ nào đó giả làm là vợ. Toàn bộ những chi tiết này đều là thủ đoạn hòng khiến tôi tin tưởng và đưa tiền cho hắn. Và để xác định tôi bị lừa mất mấy trăm triệu rồi, chỉ vì sự chủ quan của tôi, cả tin của tôi. Giờ chỉ biết trông chờ bên công an họ có thể điều tra ra cái tên lừa đảo này thông qua cái số tài khoản mà tôi đã chuyển tiền cho hắn. Khi cho người khác vay mượn tiền, trước hết cần nắm rõ thông tin về người vay mượn, thậm chí là cả việc họ dùng số tiền vào mục đích gì, khả năng chi trả ra sao, những mối quan hệ thân thiết của họ gồm những ai. Bên cạnh đó, toàn bộ giấy tờ tài sản thế chấp cũng như hợp đồng vay mượn đều phải được xác minh bởi văn phòng công chứng hoặc đơn vị có thẩm quyền. Không vì bất cứ một sự tin tưởng nào mà không kiểm chứng giấy tờ, cẩn thận không bao giờ là thừa thưa quý vị. Ngoài ra, người cho vay cũng cần lưu ý áp dụng mức lãi suất đúng với quy định của pháp luật.